Chào các mẹ, chào mừng các mẹ đã đến với chuỗi video bổ trợ của Game 100 trong nhóm Facebook Mẹ học tiếng Anh vì con. Hôm nay mình rất hân hạnh được hỗ trợ cho mọi người bài số 10, Having a Blood Test. Và trước khi vào bài thì mình có một vài lưu ý nhỏ như sau. Đầu tiên khi mà học cái chuỗi video này thì các bạn hãy chuẩn bị một cuốn vở nhỏ thôi cũng được. Mình viết những cái bài hàng ngày ra đây. Đồng thời mình viết phiên âm và dịch nghĩa nếu cần. Khi mà viết ra như thế thì mình sẽ tăng khả năng ghi nhớ rất là nhiều. Và trong cái lúc đọc và tập luyện ấy, mình đã đánh dấu vào những cái chỗ đấy rồi, cho nên rất khó để sai được. Và cứ luyện nhiều lần chúng mình sẽ quen miệng. Và bước thứ hai đó là chúng mình phải nghe rất là nhiều. Cái quy trình của nó là nghe, nói, đọc và viết. Mình nghe, mình nhại lại theo, mình shadow theo. Sau đó thì mình đọc ở trong cuốn sổ này. Và cuối cùng là mình sẽ tập viết chính tả nếu như chúng ta có thời gian nhé. Thì qua các bước học như thế thì mình đảm bảo tất cả mọi người đều nhớ hết được và có thể đưa vào thực tiễn sử dụng được. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với những câu của bài ngày hôm nay nhé. Mình sẽ có câu đầu tiên đó là I'm scared. Con sợ. Thì trong này không có âm nào khó cả. Và từ bài 10 trở đi thì chúng ta cũng sẽ đẩy nhanh hơn cái cách học, không đi vào quá chi tiết từng âm nữa. Bởi vì những cái âm này chúng ta đã đi chi tiết từ video số 1 cho đến video đến số 10 rồi. Ok. Đầu tiên mình có một nguyên âm đôi, đó là nguyên âm đôi I và phụ âm I'm. Cái này nó là viết tắt của từ I am. Và viết tắt vào thì mình sẽ đọc là I'm. Rồi, sợ hãi, scared. Đó, ở đây thì có hai phụ âm này, sk. Mọi người đọc liền vào nhé. Không đọc là scare, mình đọc là sk, scare. Rồi, có nguyên âm e, âm r, mình cong lưỡi vào này, r và d. Nhớ bật âm cuối nhé, d. Scared, scared, scared. I'm scared. Trong câu này thì nhấn mạnh vào từ scared, trọng âm của câu nhé. I'm scared. Câu số 2 thì bố sẽ động viên con bằng cách là nói là cầm tay bố đi và đừng nhìn vào cái chỗ người ta tiêm ấy. Mình sẽ có là hold daddy's hand. Vậy câu này mình đọc như thế nào? Từ đầu tiên mình sẽ có là một nguyên âm đôi là âm o, đưa lưỡi lên trên răng trên nào. O và d, mình ghép vào nào. Old, chậm thôi nhé, chậm thôi. Old. Hold. 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 Tập nhiều lần chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo là từ daddy. Từ này thì có hai âm tiếp nhé. Nó là da và di. Daddy. Và trọng âm rơi vào âm đầu tiên cho nên chúng ta sẽ bật cao âm đầu tiên lên nào. Daddy. Daddy. Nhưng ở đây là sở hữu cách này của bố thì chúng ta sẽ thêm phẩy trên và s vào nhé, là sở hữu cái tay của bố. Đó, sở hữu cách ở đây này thì mình sẽ đọc thêm cái sở hữu cách là z. Daddy's hand. Đó, từ hand, âm e bẹt này thì chúng ta đã được học rồi này. E hand, cái khẩu hình miệng mở to nhé. Hand và nhớ bật âm cuối này. Hand. Hold daddy's hand. Nắm tay ba nhá. Và đừng nhìn. Don't look. Hai từ này đều được học ở trong các chuỗi video rồi. Don't. O-n-t. Don't. L-u-k. Look. Look. Don't look. Mình đi tiếp nhá. You did it so well. Rồi, mình sẽ có là you. You I d did. Nhớ bật âm cuối này. It. Nối âm nhá, âm d với it, mình sẽ nối thành did it. So o s, so w e r well. Nhớ lưỡi đưa lên chân răng trên này, không phải là well no, well. Yeah, okay. Now, you did it so well. You did it so well. Brave boy. Okay. Mình sẽ có âm b, r. Mình không đọc là bray, mình sẽ đọc là br. Ghép vào với nhau này. B, r. Nhanh hơn nào. Br. A,
A và âm cuối cùng là âm quan trọng. Brave, brave. Oi, oi. Boy, b, boy. Brave boy. Did it hurt? Đau không? Rồi mình có từ id, did, did. It, it. Nối âm nhá. Did it, did it. Âm giống số 3 và có dấu hai chấm này, nó là âm r kéo dài này. R, có âm r đằng sau nữa. Hurt, 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 hurt. Did it hurt? Và mình sẽ đến với câu cuối cùng của bài ngày hôm nay nhé. Oh, oh, và có âm n ở dưới nhá. Nó sẽ là own, 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 own. Và tiếp theo đó là ly, ly. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, mình sẽ có là only, only. A, a. Rồi, từ này có hai âm tiết nhé. Âm tiết đầu tiên đó là t, âm tiết thứ hai là ni. Và trọng âm rơi vào âm đầu tiên nên mình sẽ đọc là teeny, teeny, teeny. Từ tiếp theo nào, cũng là hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên đó là I, tie, tie. Âm thứ hai là n, i, ni, tiny. Cũng là trọng âm rơi vào âm đầu tiên nhé. Rồi, từ cuối cùng nào, b, i, t, beat, beat. Only a teeny tiny bit. Only a teeny tiny bit. Chúc mọi người luyện tập thành công.